Thưa quý vị khán giả, ở nhiều quốc gia trên thế giới, thể thao học đường vô cùng phát triển và thậm chí còn là nơi cung cấp những vận động viên tài năng cho đội tuyển quốc gia. Ở Việt Nam thì cũng đang đi theo những định hướng riêng của mình để có thể bắt kịp được với xu thế phát triển của quốc tế. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó chính là chú trọng hơn vào giáo dục thể chất. Chưa bàn tới việc có thể tìm ra những nhân tố xuất sắc cho thể thao Việt Nam hay không. Giáo dục thể chất ở trường học trước hết để hướng tới việc nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên, từ đó phục vụ cho nhiệm vụ học tập. Tuy nhiên, các cấp học tại Việt Nam hiện tại, công tác giáo dục thể chất chưa có được sự phát triển đồng nhất và có tính hệ thống. Các cái trường từ cấp tiểu học cho đến cấp đại học thì nó chưa có một cái quy hoạch gắn với lại các khu giáo dục thể chất, mà nó đang bị tách rời khỏi cái khu giáo dục thể chất. Do vậy là cái phát triển giáo dục thể chất gọi là sức khỏe cho mọi người thì hiện nay nó vẫn đang chưa thành một cái hệ thống. Nhận biết được điều này, Đại học Quốc gia Hà Nội đang là một trong số những đơn vị có nhiều sự thay đổi thời gian qua. Một trong số đó là việc xây dựng khu thể dục thể thao tại Hòa Lạc. Chúng tôi kỳ vọng rằng là giáo dục thể chất sẽ mang đến cho sinh viên những cái phương tiện, phương pháp để sinh viên có thể rèn luyện thân thể suốt đời thông qua các cái hoạt động thể thao. Và muốn có được các cái hoạt động thể thao như vậy thì cơ sở vật chất là điều kiện vô cùng quan trọng. Trong quá trình hội nhập, môn thể thao không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận là golf cũng đã được đưa vào chương trình giảng dạy. Golf thì đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc ạ, cũng mà đây là một cơ hội tốt với em khi mà lần đầu tiên em được học tập và với môi trường tốt như ở Đại học Quốc gia ạ. Hiện nay thì Đại học Quốc gia Hà Nội không phải chỉ đưa môn golf mà còn đưa rất nhiều những môn giáo dục thể chất thể thao dựa trên những trò chơi dân gian, những môn thể thao truyền thống.